当时有超超多东西吧，那个都。这外国都国别学校还有山东都国别学校还有看门过来ngày nay là ngày gì á, tự nhiên sáng ra thấy cây trúc, thấy nhánh ôm tùm đem đi cắt bỏ bớt, trời đất ơi, cắt rồi cắt luôn cái trái trúc rồi, chồng biết bao lâu mới được cái trái mừng húm, mà dám cắt rụng cái trái nó tất, trời đất ơi, chưa đâu còn nữa, đập con ruồi rụng trái chanh, thấy con ruồi đậu trên cây thấy ghét. Quýnh một cái cho nó bay, về đâu quýnh, con ruồi không bay mà trái chanh bay. Trời ơi, trái chanh vàng trái này còn 2 tháng nữa là nó mới chín. Tự nhiên còn nó nghèo gì đây. Tức quá trời tức.